Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu Sử diễn viên Nhã Phương. Nhã Phương có tên đầy đủ là Trần Thị Nhã Phương, sinh vào ngày 20 tháng 5 năm 1990 tại Đắk Lắk, là một nữ diễn viên điện ảnh, diễn viên truyền hình người Việt Nam. Cô được biết đến qua các bộ phim nổi bật như Những Thiên Thần Áo Trắng, Gia Đình Số Đỏ, Hoa Nắng, Cô Nàng Nặng Cân, Quả Tim Máu, Vừa Đi Vừa Khóc, Tuổi Thanh Xuân, Ngày Ấy Mình Đã Yêu, Yêu Đi Đừng Sợ, Ripo, Mù Tạt Và Em. Nhã Phương sinh năm 1990 tại Đắk Lắk, cô là cựu sinh viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2009, khi vừa mới bước chân vào làng giải trí, Nhã Phương đã nhận được ngay các vai diễn trong các bộ phim Những Thiên Thần Áo Trắng, Hoàng Tử Xấu Trai, Hoa Nắng, Trường Nội Trú. Khi góp mặt trong những bộ phim truyền hình này, Nhã Phương đóng các vai diễn đúng với lứa tuổi của cô lúc bấy giờ, một học sinh. Tuy chỉ là những vai nhỏ, cô đã thể hiện được tiềm năng diễn xuất của mình và được đánh giá cao ở những phân cảnh nội tâm. Sau đó, cô tham gia vào hai bộ phim với típ nhân vật khác hẳn với những vai trước đó. Năm 2011, cô đã thủ vai Quận Chúa Thương Thương trong Anh Chàng Vượt Thời Gian. Bộ phim này tuy không được công chúng đánh giá cao nhưng vẫn giúp cho Nhã Phương nâng tầm diễn xuất của mình. Năm 2012, cô đã hóa thân vào vai Cát, một cô gái miền biển thơ ngây trong sáng trong bộ phim điện ảnh Cát Nóng. Giống với bộ phim Anh Chàng Vượt Thời Gian mà Nhã Phương tham gia vào năm 2011, bộ phim này cũng không được công chúng và giới chuyên môn đánh giá cao. Diễn xuất của Nhã Phương dù được nhận xét là tích cực nhưng vẫn chưa thực sự được chú ý. Dù tham gia nhiều bộ phim nhưng phải đến năm 2013 khi tham gia bộ phim ngắn Xin Lỗi Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò, cái tên Nhã Phương mới thực sự được mọi người biết đến. Trong bộ phim, cô vào vai một cô gái bán bánh tráng có một tình yêu đẹp với chàng trai bán bánh giò, tuy nhiên tình yêu đó lại bị gia đình cấm cản. Ngay sau khi đăng tải lên YouTube, sức hút và sự lan truyền của bộ phim có lẽ cũng khiến cho chính Nhã Phương kinh ngạc. Từ một diễn viên không mấy tiếng tăm, Nhã Phương đã nổi tiếng và có thêm nhiều người hâm mộ. Cô còn được người xem ưu ái gọi với cái tên Hot Girl bán bánh trộn. Thành công này đã bắt nguồn từ diễn xuất chân thực, cảm động của Nhã Phương trong phim. Sau Xin Lỗi Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò, Nhã Phương ngày càng tỏa sáng trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Năm 2014, cô đã tham gia bộ phim truyền hình Vừa Đi Vừa Khóc. Nhã Phương vào vai Thêu, cô gái đánh đá, mê trai điên cuồng, luôn bám theo nhân vật chính Minh Hằng để chăm sóc. Nhã Phương đã thể hiện một nhân vật Thêu lém lỉnh, hài hước, đôi lúc lại rất vô duyên khiến cho khán giả vô cùng thích thú. Mặc dù chỉ tham gia ở tuyến nhân vật phụ và có những giai đoạn vai Thêu của Nhã Phương có nổi bật hơn cả cặp nhân vật chính. Cùng năm đó thì bằng việc nhận lời tham gia vào bộ phim kinh dị Quả Tim Máu, Nhã Phương đã chứng tỏ được sự trưởng thành trong diễn xuất của mình. Có thể nói đây là vai diễn nặng ký nhất của Nhã Phương từ trước tới giờ. Không như những vai diễn vui tươi trước đây, vai Linh trong Quả Tim Máu đòi hỏi Nhã Phương phải thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc và diễn biến nội tâm phức tạp hơn. Diễn xuất của cô trong bộ phim không chỉ được khán giả tán thưởng mà còn góp phần mang lại doanh thu phòng vé rất lớn cho bộ phim. Năm 2015, cô và bạn diễn trẻ người Hàn Quốc Kang Tae-hoon đã trở thành cặp đôi làm mưa làm gió trong bộ phim Tuổi Thanh Xuân. Cả cô và Kang Tae-hoon đều nhận được giải thưởng nam nữ diễn viên ấn tượng tại giải thưởng ấn tượng VTV. Dù hơn tuổi bạn diễn nhưng rất khó để nhận ra vì điều đó có sự tươi trẻ của cô. Ngoài ra, trong quá trình quay, cô đã phải thực hiện những cảnh quay nguy hiểm và gặp nhiều sự cố như bị tát, bị đâm xe vào người, bị đánh, phải ở dưới nước, thời tiết không độ, bị hỏng máy điện thoại. Ngoài ra, cô còn tham gia vào bộ phim điện ảnh 49 ngày. Nhã Phương bị bắt gặp hôn Trường Giang, bạn diễn trong bộ phim 49 ngày. Ban đầu thì cặp đôi đã phủ nhận tin đồn, nhưng dần dần thì họ cũng đã thú nhận tình cảm. Sáng ngày 24 tháng 8 năm 2018, Nhã Phương làm lễ đính hôn với Trường Giang. Chiều ngày 25 tháng 9 năm 2018, lúc 14 giờ, Trường Giang và Nhã Phương đã làm lễ rước dâu. Tối cùng ngày, lúc 18 giờ, cả hai đã làm đám cưới tại trung tâm hội nghị Game Center. Tháng 8 năm 2019, Nhã Phương tiết lộ đã sinh một bé gái tên là Destiny. Một số bộ phim mà Nhã Phương tham gia. Năm 2009,
những thiên thần áo trắng trong vai Tuyết. Năm 2010, gia đình số đỏ trong vai Hàn Mai. 30 ngày làm cha trong vai cô giáo My. Năm 2011, hạnh phúc quanh đây. Anh chàng vượt thời gian trong vai quận chúa Thương Thương. Hoàng tử xấu trai trong vai Bảo My. Năm 2012, trường nội chú trong vai Hương Thảo. Hoa nắng trong vai Quỳnh. Lạc mất linh hồn trong vai Loan. Cô nàng nặng cân trong vai Thanh Phượng. Nơi tình yêu ở lại trong vai Thiệu Anh. Năm 2013, xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò trong vai Vi. Bạn lĩnh công tử trong vai Lan. Hương Bưởi trong vai Phương Nghi. Năm 2014, cuộc chiến quý ông trong vai Phúc Hân. 12 năm xa cách trong vai Hà My. Vừa đi vừa khóc trong vai Thêu. Tuổi thanh xuân trong vai Linh. Năm 2015, Trấn Thành và Nabi đi chợ tốt trong vai Dương Anger. Cháu ông thổ địa trong vai Trúc. Thám tử miệt vườn trong vai Út Sen. Trả giá trong vai Phương Khánh. Người đứng trong gió trong vai Thu Ca. Không hát mặt trời trong vai Yến Phương. Năm 2016, tuổi thanh xuân phần 2 trong vai Linh. Ripo, Mù Tạt và Em trong vai Lam hồi trẻ. Năm 2018, tính khúc Bạch Dương trong vai Diệu Anh. Ngày ấy mình đã yêu trong vai Hạ. Năm 2021, cây táo nở hoa trong vai Báu. Phim điện ảnh. Năm 2012, cát nóng trong vai Cát. Năm 2014, quả tim máu trong vai Linh. Scandal hào quang trở lại, diễn viên khách mời. Năm 2015, 49 ngày trong vai Quyền. Năm 2017, 49 ngày phần 2 trong vai Quyền. Yêu đi đừng sợ trong vai Phương. Lôi Bảo trong vai An. Năm 2018, gia đình siêu nhân phần 2. Hoán đổi trong vai Tiên Tiên. Năm 2019, Trang Quỳnh trong vai Điểm. Song Song trong vai Trang. 1990 trong vai Nhã Ca. Về giải thưởng. Năm 2015, giải Mai Vàng lần thứ 21, nữ diễn viên điện ảnh truyền hình được yêu thích nhất. 10 nghệ sĩ của năm vinh danh. Năm 2016, giải Mai Vàng lần thứ 22, nữ diễn viên điện ảnh truyền hình được yêu thích nhất. 10 nghệ sĩ của năm vinh danh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.